Giới thiệu lạ thế, cứ theo bài báo và giới thiệu mà doanh nhân thành đạt xong. Chuyện thì ra làm hiện đại. Còn học hiện đại thì đi về làm. Mà học đấy chuyện. Học 6 năm mới đi đâu. Đi học đều phải 5-6 năm trở lên. Vì đậm chạm vào bệnh, người cơ thể con người là phải 6 năm. Ít nhất là 6 năm mới được.